Hello, my dear students. I'm so happy to see you today, and I hope this video is worth watching. Please well prepare before learning. Let's go! Please open your student book, page 21, and our lesson today is turning to a very new one with a new topic called Unit 7, In the Kitchen. Xin chào các em! Chúng mình hãy cùng mở sách trang số 31 và bắt đầu bài học mới nào. Một bài học mới với chủ đề đó là In the kitchen, ở trong bếp. Chúng ta có từ kitchen. Các em hãy cùng đọc với cô nào. Kitchen, kitchen and kitchen. Great. Which one is familiar to you? Ở trong bếp thì sẽ có rất nhiều đồ dùng, dụng cụ nấu ăn, cũng như là các loại thực phẩm phục vụ cho việc nấu ăn, đúng không nào? Các em hãy nhìn vào bức tranh ở trang số 31 và trả lời câu hỏi của cô. Các em nhìn thấy gì ở trên bàn nào? Chúng mình hãy cùng suy nghĩ và đưa ra câu trả lời nhé. What can you see on the table? Cô có thể nhìn thấy một bình đựng nước ép, một chiếc bánh mì gối rất to được đặt trên mặt bàn, một đĩa thạch màu hồng, một lọ đựng mứt để kẹp với bánh mì. Ngoài ra, cô có thể thấy người mẹ và hai bạn nhỏ đang rất vui vẻ dùng bữa ăn của mình. Và trong phạm vi bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học một chữ cái mới, đó là letter J. Chính là chữ cái đầu tiên được in màu đỏ trong các từ juice, jelly, jam. Bây giờ, chúng mình hãy cùng lắng nghe cách đọc cũng như cách phát âm của letter J và các từ mới trong bài nhé. Everyone, listen carefully. J, J, juice, nước ép, jelly, thạch, jam, mứt. Now, listen again. Chúng mình sẽ nghe lại nhé. J, J, juice, jelly, jam. In this turn, listen and repeat loudly. J, J. One more time. J, J. Juice, juice, jelly, jelly, jam, jam. Wonderful. Now, please pause the video and practice in 2 minutes. Các em hãy tạm dừng video và luyện tập trong vòng 2 phút. Now, activity 2, point and say. Point to each word and say it correctly and loudly. Here we go. J, J, juice, juice, jelly, jelly, jam, jam. Để củng cố nội dung bài học, cô giáo mời cả lớp hãy mở cho cô sách bài tập trang số 22, Unit 7, In the Kitchen. Và hoàn thành cho cô bài tập số 1, Look and Match.
Hãy quan sát thật kỹ và nối các bức tranh với từ đúng ở bên dưới. Đầu tiên, cô mời cả lớp chúng ta hãy cùng đọc từ với cô nào. A. Juice. Juice. B. Jelly. Jelly. 3. Jam. Jam. Okay. Can you see picture number 1? Chúng mình có nhìn thấy bức tranh số 1 không nào? Theo các em thì bức tranh số 1 là gì đây? Is jam. Right? Picture number 2. Bức tranh số 2. Người mẹ đang cầm gì các em nhỉ? À, người mẹ đang cầm một bình nước ép. So, number 2 we will match with A. And the last one, picture number 3. We can see it's jelly. Jelly. And we match with B. Now, let's play guessing game. You will guess what is the word. Picture number 1, what is this? Let's count down from 3. 3, 2, 1. Is juice. Well done. The next. Can you guess? It is so easy, right? Let's count. 3, 2, 1. Wow. Is jam. Jam. Great. And the next. Can you guess? I know that you know the answer. Now, 1, 2, 3. Wow. Jelly. And the last picture. Let's count. 3, 2, 1. It's time to say goodbye. Cô hy vọng rằng các em đã có những giờ học thật vui vẻ và lý thú. Chúng mình hãy hoàn thành bài tập trong sách bài tập và ôn tập lại những từ trong bài học ngày hôm nay. Goodbye. See you next time.